Với tên gọi xe buýt hy vọng, mỗi ngày có 4 chiếc xe buýt lăn bánh vào các khu ổ chuột ở thủ đô New Delhi, nơi tập trung những người lao động nghèo, những người đi nhặt rác. Những xe buýt này chở theo các giáo viên và những bữa ăn cho trẻ em. Trong vòng 2 giờ, các em nhỏ ở đây sẽ được cung cấp suất ăn miễn phí và được bồi dưỡng các kiến thức như toán, tiếng Anh và tiếng Hindu. Đây là hoạt động dự án do tổ chức phi lợi nhuận Teja Châu Á sáng lập nhằm giúp trẻ em nghèo có cơ hội được tiếp cận với giáo dục vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 sau gần 2 năm qua. Ông Ebna Edwin, nhà điều phối dự án nói. Với dự án xe buýt trường học này, chúng tôi muốn mang giáo dục đến tận cửa nhà cho các em. Khi nhìn vào các khu ổ chuột, bọn trẻ ở đây gần như không có ý nghĩ rằng chúng cần phải đi học. Giáo dục sẽ mang lại tương lai tươi sáng cho bọn trẻ. Vì vậy, chúng tôi muốn chúng nhận ra rằng chúng có thể có một tương lai tốt đẹp hơn, mơ về những điều lớn lao hơn với dự án này. Tổ chức Teja Châu Á đã triển khai mô hình xe buýt trường học từ nhiều năm nay, nhưng phải đến khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, dự án này mới phát huy hiệu quả. Nhiều trường học đã phải đóng cửa và phải chuyển sang hình thức học trực tuyến, học từ xa. Tuy nhiên, những hình thức học như thế này lại không thể tiếp cận được với con em các gia đình nghèo, gia đình sống ở các khu ổ chuột. Với dự án xe buýt hy vọng này, trẻ em ở các khu ổ chuột không những được ăn no còn được tiếp cận với kiến thức. Bà Mumta Begum, một người dân sống ở khu ổ chuột cho biết. Lũ trẻ nhà tôi đã thay đổi rất nhiều, cải thiện rất nhiều thứ khi đến với dự án. Chúng được tiếp cận với giáo dục và tôi mong chúng sẽ học được nhiều điều hơn và trưởng thành hơn. Kết quả thu được từ dự án là rất lớn. Với những đứa trẻ ở các khu ổ chuột không chỉ được học hành, khoảng thời gian 2 tiếng ở trên xe buýt là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với chúng trong một ngày phải lao động chân tay và phụ giúp gia đình lao động kiếm tiền. Cô bé Amira, 10 tuổi, cho biết. Cháu rất thích đến đây. Các cô giáo, thầy giáo đến đây dạy chúng cháu rất nhiều thứ như tiếng Hindu, tiếng Anh. Các thầy cô không bao giờ đánh chúng cháu khi chúng cháu không hiểu, dạy chúng cháu bằng tình yêu thương. Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, việc đóng cửa các trường học để kiềm chế đại dịch COVID-19 đã tác động đến 247 triệu trẻ em ở Ấn Độ. Những dự án xe buýt trường học được xem là giải pháp đưa con chữ đến với các trẻ em nghèo, các trẻ em có gia đình gặp khó khăn. Đây chính là cơ hội để các em tiếp cận với giáo dục, bớt đi thiệt thòi, qua đó thắp sáng những ước mơ, những hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn, bớt nhọc nhằn hơn.